Hi, mình đang xếp hàng chờ check-in lấy vé vào cổng và cân hành lý ký gửi để bay chuyến bay trở về lại Dubai từ Việt Nam. Bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn và cuộc chia ly nào cũng đầy nước mắt. Chuyến bay hôm nay bị delay trễ lại hơn 1 tiếng, bay khoảng 12 giờ 30 phút sáng từ sân bay thành phố Hồ Chí Minh thẳng qua Dubai, có nghĩa là không có quá cảnh ở nước nào hết. Và bây giờ mình đang đi vào trong máy bay tìm số ghế của mình để ngồi. Gặp anh này đang sắp hành lý của anh thì mình phải đợi nha, đừng bay qua người anh đó. Và hôm nay trên chuyến bay này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người về ba câu hỏi như sau. Một là có nên đi xuất khẩu lao động hay không? Hai là cách đi xuất khẩu lao động không mất tiền. Và ba là không có tiền nhưng vẫn muốn đi xuất khẩu lao động có được hay không, bằng cách nào? Mọi người chú ý theo dõi đến hết video nha. Nói thiệt với mọi người là tôi về Việt Nam ăn chơi sa đọa 2 tháng trời, mập lên mười mấy ký như con heo, đi không nổi, bây giờ chỉ có lăn thôi. Và bây giờ nặng quá dày thì không biết máy bay nó có chở nổi không hay nó bỏ tôi lại. Hiện giờ thì là hơn 1 giờ sáng ở sân bay Tân Sơn Nhất và bên ngoài trời mưa bay bay. Thì bây giờ máy bay đang chuẩn bị lấy đà để mà cất cánh nè. Bây giờ nó đang chạy ở trên đường băng đó và đang chạy rất là nhanh, chạy tốc độ thiệt là nhanh như vậy để mà có đà hoặc là lấy đà gì đó mình không biết nữa, để cho nó cất cánh, nó bay lên khỏi mặt đất đó. Và bây giờ đang chạy với tốc độ rất là nhanh, nhanh như tên lửa vậy đó. Và cái khúc này lúc nào cũng hồi hộp lắm nè, hồi hộp lắm, chờ đợi nha, chờ máy bay bay lên rồi mới tính tiếp nha. Chứ giờ này tâm trạng hồi hộp không có nói được bất cứ cái gì hết, mà cũng không có chia sẻ được cái câu hỏi gì, trả lời ai câu gì đâu, im re ngồi run bập 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 luôn á mọi người. Và chờ đợi hồi hộp, chạy nhanh lên, cố lên, cố lên, nhanh lên, lên đi con, lên, lên. Rồi đã lên, máy bay đã lên khỏi mặt đất rồi đó, và đã đang bay trên bầu trời thành phố về đêm của Sài Gòn mọi người ơi. Giờ này là gần 2 giờ sáng của thành phố Sài Gòn, yên bình quá, thành phố buồn quá, mọi người đang chìm vào giấc ngủ, còn tôi phải bay trở về Dubai. Thành phố buồn, nhớ không em? Thôi thôi dẹp dẹp, vào câu hỏi số 1, có nên đi xuất khẩu lao động hay không? Câu trả lời là có và rất là nên đi xuất khẩu lao động bất cứ nước nào, Dubai, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, vân vân vân, bất cứ nước nào mình có thể đi xuất khẩu lao động được thì mình hãy đi và nên đi. Đi ra ngoài thì mình học được rất là nhiều điều hay, giúp mình trưởng thành hơn, có kinh nghiệm hơn, có trải nghiệm trong cuộc sống, đặc biệt là học được cách quản lý tài chính của mình, biết chi tiêu như thế nào. Chứ ở Việt Nam là mình làm, mình lãnh lương là mình đưa hết cho má mình, má mình muốn làm gì làm, chứ mình đâu có biết cách quản lý tài chính như thế nào đâu. Và đặc biệt là đi ra ngoài thì mình sẽ có cuộc sống tự lập, mình sẽ biết nấu ăn nè, rồi mình sẽ biết cách cư xử với những người xung quanh, bạn ở chung phòng như thế nào. Và đặc biệt là mình có thêm thu nhập để giúp đỡ gia đình. Câu hỏi số 2 là cách đi xuất khẩu lao động không mất tiền. Để không tốn tiền mất tiền khi đi tìm việc làm trong nước hay ngoài nước Việt Nam, xuất khẩu nước ngoài cũng vậy, lao động nào cũng vậy. Mình đừng có tìm việc làm qua các trung tâm giới thiệu việc làm thì mình sẽ không mất tiền, mà mình phải tự bỏ công sức của mình ra tìm, như là mình lên mạng đọc báo, báo Tuổi Trẻ, báo Người Lao Động, tất cả cái gì trên mạng hiện tại bây giờ mình có thể tìm được hết. Bây giờ thời buổi này không cần phải đi xa xôi mà chỉ lên mạng là có hết. Mình tự săn tìm việc làm cho mình thì mình không cần phải trả phí môi giới, phí cò mồi cho các trung tâm giới thiệu việc làm nữa rồi. Bây giờ chào mừng mọi người đến với sân bay quốc tế Dubai. Đây là nhà ga số 3, gọi là Terminal 3 của hãng hàng không Emirates Airlines. Đây là nhà ga rộng lớn nhất trong các nhà ga của sân bay Dubai đó. Và hiện tại Dubai là 4 giờ sáng và ở Việt Nam là khoảng 7 giờ sáng, vì Dubai chạy sau giờ Việt Nam là 3 tiếng đồng hồ. Và ngay bây giờ máy bay đang chuẩn bị tiếp đất. Xuống con, xuống nhẹ nhàng thôi. Rồi cảm giác hồi hộp đã qua và mình đã tiếp đất rồi. Bây giờ đang chạy trên đường băng và đang giảm tốc độ, máy bay đang giảm tốc độ từ từ, từ từ. Và chúng ta đã hạ cánh an toàn. Và sau khi máy bay đã giảm tốc độ xuống tối thiểu của nó thì nó sẽ chạy từ từ quanh sân bay để mà đi vào cái vị trí đậu của nó. Và đây là sân bay rất là rộng và chúng ta sẽ từ từ chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp của sân bay và coi thử coi nó rộng như thế nào. Và trong cái thời gian từ từ chiêm ngưỡng cảnh đẹp này thì mình sẽ vào câu hỏi số 3 là
không có tiền nhưng vẫn muốn đi xuất khẩu lao động có được không và bằng cách nào? Câu trả lời là có rất là nhiều bạn không có tiền nhưng vẫn có thể đi xuất khẩu lao động thành công. Bằng cách nào? Đó là bằng chính sự phấn đấu, nỗ lực, tìm tòi, học tập của bản thân. Có rất nhiều nhà tuyển dụng, có rất là nhiều tập đoàn, có rất là nhiều công ty, họ cũng không muốn mất tiền cho nên họ cũng không có tuyển dụng qua các trung tâm giới thiệu việc làm mà họ đăng tuyển dụng trực tiếp ở trên mạng. Cho nên chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy được rất là nhiều việc làm ở trên mạng, không cần phải qua các trung tâm giới thiệu việc làm. Mình nghèo, mình không có tiền để đi xuất khẩu lao động, nhưng mình có lòng kiên trì, mình có ý chí thì mình sẽ đi được thôi. Và sau đây mình sẽ có 5 bước cho các bạn vạch ra mục tiêu cho cái kế hoạch đi xuất khẩu lao động của mình khi mình không có tiền. Số 1 là học tiếng Anh. Tiếng Anh là cái mà giao tiếp cơ bản khi mình đi ra nước ngoài, không có ở trong Việt Nam. Giống như mình ở trong Việt Nam thì mình nói tiếng Việt. Nếu mình không biết nói tiếng Việt thì giống như là mình bị câm, thì mình sẽ không có thể nào xã giao, nói chuyện, làm việc được. Thì tiếng Anh cũng vậy, khi mình đi ra khỏi nước Việt Nam của mình thì tiếng Anh nó cũng giống như là mình biết nói để mà nói chuyện với mọi người, xã giao với mọi người. Nếu mình có tiền thì mình đi học ở trung tâm, mình không có tiền, mình nghèo thì mình tự học, mình lên mạng mình học, hoặc là mình mua sách vở, mình tìm sách vở này kia mình học, mình tự học. Số 2 là mình học nghề. Mình phải có một cái nghề. Nghề gì? Ví dụ như mình yêu thích cái nghề gì, như mình yêu thích cái nghề hớt tóc, mình yêu thích cái nghề làm bánh, mình yêu thích cái nghề nấu ăn, mình yêu thích cái gì đó, thì mình học cái đó. Sau khi mình học cái đó rồi thì mình sẽ có được cái bằng cấp, hoặc là có được một cái gì đó cho mình, gọi là cái giấy lận lưng cho mình. Và cái số 3 là tìm việc làm thêm để mà nâng cao tay nghề. Khi mình có cái nghề đó rồi thì mình tìm việc làm thêm ở bất cứ cái chỗ nào, vừa kiếm thêm thu nhập để cho cái quá trình, cái hành trình mình đi xuất khẩu lao động nước ngoài, mình có tiền để mình trang trải, là mình làm thêm để mình nâng cao tay nghề, mình làm thêm để mình học hỏi được thêm kinh nghiệm, vừa học vừa làm thêm. Và cái thứ 4 có nghĩa là mình đã có được kiến thức, đã có tiếng Anh rồi, đã có nghề rồi, đã có kinh nghiệm rồi, thì mình chỉ cần lên mạng tìm các việc làm giới thiệu liên quan đến cái việc làm của mình. Và sau khi lên mạng tìm rồi thì mình, số 5 là mình chỉ cần là chốt đơn, ký hợp đồng, lên đường đi làm thôi. Và mách cho các bạn biết thêm một ưu điểm, một lợi thế nữa cho bạn nào mà đi xuất khẩu lao động muốn đi qua Dubai làm việc, thì chủ lao động, chủ đầu tư ở Dubai họ sẽ chi trả tất cả mọi chi phí liên quan đến chuyến xuất khẩu lao động của bạn, là visa lao động, vé máy bay, bảo hiểm, tất cả họ sẽ trả hết. Lúc trước mình ở Việt Nam á, mình đi xuất khẩu lao động sang Dubai là qua công ty xuất khẩu lao động Sovilaco, thì lúc đó là mạng này kia, mạng internet này kia cũng không có nhiều, và mình phải đi qua công ty xuất khẩu lao động, cho nên mình đóng 2.000 đô, trong đó là phí giới thiệu việc làm, phí dịch vụ, rồi các thể loại giống như là người ta nói vé máy bay này kia vậy đó. Rồi sau khi đi sang Dubai làm thì mình mới biết là công ty của mình trả tất cả mọi chi phí. Làm trong sân bay thì mình làm với rất là nhiều các nước, các bạn đến từ rất là nhiều quốc gia, tại mình làm trong sân bay quốc tế mà. Mình làm chung với rất là nhiều bạn, mình gặp là các bạn ở châu Phi như là Kenya nè, Uganda nè, Tanzania nè, Tunisia, Morocco, rồi các bạn ở Ai Cập nè, Philippines, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraine. Thằng sub làm chung với mình đó là supervisor, tổ trưởng của mình đó là người Ukraine đó. Bây giờ nó đi qua Canada rồi, tại vì khi đất nước của nó có chiến tranh á thì nó được phép đi giống như đi tị nạn vậy đó, nên nó đi mất tiêu rồi. Và khi mà làm chung á, rảnh rảnh không có việc gì làm, bắt đầu nhiều chuyện tám á, các bạn gặp ai cũng hỏi, rảnh rảnh hỏi, ủa hồi đó mày qua Dubai mày làm mày tốn hết bao nhiêu tiền, gặp đứa nào cũng hỏi hết, tất cả các quốc tịch đều hỏi hết, thì tất cả tụi nó trả lời là không có tốn đồng nào hết. Lúc đó mình thấy, mình nói cho nó nghe là tao tốn 2.000 đô, đứa nào cũng nói trời ơi sao nhiều quá vậy. Mình hỏi tất cả, gặp ai cũng hỏi á, tụi nó đứa nào cũng nói không có tốn tiền, không có tốn tiền, qua đây miễn phí, còn mình thì qua đây tốn 2.000 đô, thì mình thấy chi phí nó rất là cao. Mà so với lại 2.000 đô lúc đó là cũng lớn lắm các bạn. Mình phải đi vay mượn tùm lum tà la, cuối cùng sợ đi qua đây nợ một đống rồi sợ trả không nổi đó. Cho nên nói chung là chi phí để mà đi xuất khẩu lao động của nước mình cho người nghèo thì nó còn cao lắm. Nó vượt quá khả năng ngoài tầm với, cho nên rất là khó để mà đi xuất khẩu lao động cho người nghèo, người không có tiền. Cho nên mình rút ra một cái kinh nghiệm là có tiền thì đi học, không có tiền thì ở nhà tự học.
Như vậy thì mình sẽ không tốn tiền và mình sẽ tự học, tự tìm tòi, tự lên mạng, tự bỏ công sức của mình ra tìm rồi những cái công việc trên mạng đó, thì mình sẽ gặp được những cái công việc mà không có phải qua cái trung tâm giới thiệu việc làm, mặc dù là lương không cao. Có rất là nhiều việc làm không cần phải có kinh nghiệm, không cần phải có nghề nghiệp, như là bán hàng đó, bán hàng trong các siêu thị nè, bán hàng ở trong miễn thuế trong sân bay nè, mình vẫn có thể làm được dù không có nghề nghiệp, không có kinh nghiệm gì hết nha các bạn. Đến đây thì mình thường nghe những lời nhắc nhở đi cầu nguyện á, một ngày 5 lần như vậy đó, chứ không phải là ca nhạc đâu nha mọi người. Và chút xíu là nó hết à. Hôm nay mình đã chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình, hy vọng có thể giúp ích được cho những bạn nào không có tiền nhưng vẫn muốn đi xuất khẩu lao động, hoặc là mơ ước đi xuất khẩu lao động thành công nha. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.